Sáng nay 29 tháng 9, ngày làm việc thứ hai phiên họp toàn thể lần thứ 18 của Ủy ban về các vấn đề xã hội. Các đại biểu cho ý kiến dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công đoàn. Các vấn đề về mức thu chi từ 2% kinh phí công đoàn được các đại biểu quan tâm thảo luận. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cơ quan này tiếp tục đề xuất thu kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Trong đó, chi tài chính công đoàn chiếm tỷ trọng nhiều nhất tại cấp công đoàn cơ sở, chiếm trên 73,2%. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chiếm 14,8%, cấp tỉnh, ngành chiếm 10,9%. Tại cấp trung ương là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoảng 0,7%. Như vậy, sau khi có luật công đoàn 2012, tỷ trọng chi được tập trung cho công đoàn cơ sở sử dụng với mục đích chăm lo tốt hơn phúc lợi cho người lao động. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ cách thức phân bổ và sử dụng kinh phí công đoàn và có cơ chế định kỳ kiểm tra giám sát, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nguồn kinh phí công đoàn 2%. Cần phải tiếp tục quy định doanh nghiệp dù có hay không có công đoàn cơ sở cũng phải đóng góp khoản kinh phí này, vì bản chất nguồn kinh phí này để chăm lo hỗ trợ cho đời sống đoàn viên, người lao động những lúc khó khăn.